Vâng, em xin chào quý vị. Hôm nay bên em lại tiếp tục về thêm được một cặp loa Buxell của Diatone nữa nhá. Đây. Đây là dòng Diatone 251 MK2. Đấy. Hôm trước em có về được một đôi thì là đã bán rồi nhá. Đôi đấy thì cũng được đang còn rất là nhiều anh đang quan tâm đến cái đôi như vậy. Đấy, thì hôm nay nó lại về được một đôi nữa thì em lại đưa lên cho quý vị xem nhá. Đây, hàng đẹp luôn. Đấy, hàng đẹp. Quý vị nhìn xem. Đấy, tuyệt vời luôn nhá. Nắp đây. Đây. Hàng tuyệt vời luôn. Đấy, quý vị xem. Đấy. Đấy, hàng đẹp nha, hàng quá đẹp. Đấy. Hàng quá đẹp luôn. Đấy. Nhôm nhá của nó còn mới tinh nha, không hề bị gì bị mốc nhá. Đấy, rất nhiều con về nó mốc gì các cái nhôm này rồi. Đấy, quý vị nhìn xem này. Đấy. Con này là có núm chỉnh để chúng ta là tăng giảm chép và chung nhá. Là increase, thường thì em sẽ để increase nghe cho nó sắc nét. Đấy. Tuyệt vời luôn nhá. Đây. Đấy. Dòng này là dòng thùng kín. Dòng thùng kín và gân úp ngực bên trong. Đấy, gân úp ngực bên trong nên tiếng bass nó đánh rất là sâu. Rất là nhiều quý vị đến đây nghe và đều rất là thích cái dòng này. Đấy. Và đây là một trong những cái lựa chọn hàng đầu ở Nguyên Vũ, bởi vì nó giá của nó rất là vừa phải, nó chỉ 3,4 triệu thôi. Đấy, 3,4 triệu thôi nhưng mà nó rất là hay. Đấy. Tiếng rất là hay và rất dễ kép âm đi. Đấy. Xem đi. Đấy. Đây nhá, công suất của loa là 40W trở kháng 8 ohm. Vâng, trở kháng 8 ohm 40W rất là dễ ghép âm đi thôi. Đấy. 40 và 25 hẹp là cái tần số của loa. Đấy. Đấy. Đấy, hàng rất là đẹp nha. Vâng. Đấy. À. Tuyệt vời luôn. Đấy. Ê căng thì đây. Ê căng đây nha. Ê căng. Rất tuyệt vời nha. Đây, những cái căng như thế này về nó đã quá tuyệt rồi, bởi vì rất là nhiều những cái hàng bãi nó về thì trong quá trình vận chuyển đi lại lại thì các cái chân căng kiên kiếp thì nó gãy tung té rồi, là vải viết nó rách nát hết cả rồi chứ nó không thể nguyên vẹn như thế này. Thế những đôi như này là đôi thuộc dạng đẹp sắc luôn rồi. Đấy. Nên quý vị ai có nhu cầu thì liên hệ sớm cho bên em nhé. Số điện thoại bên em là 0966594581. Và giá của con này bình thường của nó là 3,9 triệu nhé. Vâng, 3,9 triệu thì bên em đang lấy được cái lô loa này với cái giá nó cũng mềm mềm, thì bên em sẽ để cho quý vị theo cái giá thợ thôi nhá. Vâng, thì con này giá của nó là 3,350,000 đồng cho quý vị nào ai có nhu cầu mua lô loa Diatone này nhá. Và kích thước của loa thì như sau: đôi 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quý vị chờ thì em sẽ lấy cái thước đó cho chính xác nhé. Đây, thước đây. Bây giờ em sẽ đo kích thước cho quý vị nha. Đấy, con này có chiều ngang là 31,5 cm. Vâng. Chiều sâu của loa là 21,5 cm. Chiều cao của loa đây, chiều cao của loa đây nha. Vâng. 52,5 cm. Ok. Đường kính loa bass hiển thị luôn ở đây. Vâng. Đường kính loa bass em đo hết viền ngoài của nó là 25, vâng, 25 cm. Và em đo theo viền trong của nó là 23 cm. Đấy, ok. 23 cm. Đấy. Thế là đầy đủ tất cả các thông tin quý vị cần rồi nhá. Công suất có rồi, công suất 40W trở kháng 8 ohm. Đường kính loa bass 25. Đấy, đo viền ngoài và đo viền trong là 23. Vâng. Kích thước loa là 31,5, 21,5 và 53,5 thì vậy. Đấy, ok. Đấy, ok nhá. Thế là đầy đủ tất cả thông tin cho quý vị rồi. Giá của nó 2 triệu. Em xin lỗi, 3,9 triệu thì giảm giá còn 3,350,000 đồng. Đấy. Bình thường giá là như thế nhưng mà đợt này lấy được rẻ thì đã bán rẻ cho quý vị nhá. Giá thợ 3,350,000 đồng. Quý vị nào ai có nhu cầu mua hàng liên hệ ngay cho bên em số điện thoại 0966 5581. Vâng. Em xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo bên em nhá. Vâng, chào mọi người ạ.